chào các bạn đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình sẽ có bóc mẫu xe đạp thể hình Sava Tech Time, một dòng xe đạp khung full carbon đến từ thương hiệu của Đức. Và xe thì được sử dụng bộ và lốp chuyển động Shimano Acera, bánh bánh là 26 inch đi vòng khối lỗ. Khung thì như các bác thấy trên hình, toàn bộ khung là được làm từ sợi carbon nhé các bác nhé. Và cái công nghệ carbon của Đức thì đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, rất là chắc chắn. Tông màu đen đỏ rất là thể thao, cũng rất là đẹp. Thì cái hãng Sava này nó rất là tỉ mỉ trong những cái khung thiết kế, cái khâu thiết kế rất là tỉ mỉ. Từ những cái lớp sơn này các bác nhìn, lớp sơn có thể sạm trổ hoa văn rất là đẹp. Cái tông màu đỏ này đều được chạm hoa văn các bác nhá. Các bác nhìn cực kỳ là tỉ mỉ trên cái lớp sơn này. Và cái cách thiết kế của Sava thì cũng rất là quen thuộc rồi, những cái đường cắt kim cương để cản gió, giúp các bác di chuyển trên đường nó đạt tốc độ rất là tốt. Khung full carbon, lớp sơn nguyên bản. Do là xe đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn nếu nhìn về tổng thể đây thì nó cũng còn tương đối là đẹp. Toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên zin hết 100% các bác nhé, nguyên zin hết. Carbon đây, design Inzer Gagmali đây. Thiết kế theo công nghệ của Đức luôn các bác nhé. Khung 17 inch, đùi đĩa Shimano và bộ chuyển động của xe này sử dụng bộ Shimano Acera với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh 26 inch sử dụng lốp Maxxis bản 26 x 2.10 đây. Một cái bản lốp rất là lớn, nó tạo độ đầm, độ chắc xe lên rất là đẹp. Chiếc xe nó rất là khỏe khoắn với cái bản lốp dày. Và Mayer thì là được sử dụng đi vòng khối lỗ các bác nhé, đi vòng khối lỗ. Trên phần ghi đông thì đây những cái chi tiết như là ghi đông này, phốt tăng rồi cọc yên đều là nguyên zin nguyên bản hết 100% luôn các bác nhé. Được trang bị bộ tay bấm xả Shimano Acera. Đây ở đây 9 speed, ở bên này là 3 đây. Tính 49 lít 3 đĩa cũng với cả bộ phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu nguyên zin theo xe. Mayer trước cũng là sử dụng bi vòng bạc đạn. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bạn xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì size của xe là size 17 inch, cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi phù hợp. Full bộ chuyển động Shimano Acera với 9 tầng lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau.
chuyển động xe thì rất là mượt mà. Lên xuống rất là mượt. Và chiếc xe này vừa bán lên mức giá thì có là 9.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.